Chào mọi người. Trong video này thì mình sẽ nói về Java cho các bạn nếu các bạn nếu nào mà muốn lập trình và lập đặc biệt là lập trình trên Linux. Nếu các bạn lập trình trên Windows thì không có vấn đề gì. Nhưng đây là lập trình trên Linux thì nó có chút sự khác biệt. Nếu mà các bạn có Java for Linux. Thì đây, các bạn này nhìn thấy đây. Thì ở trên Linux thì sử dụng là open, sử dụng mặc định là open JDK. Nó không phải là Oracle Java như các bạn cài bên Windows, và bên Windows các bạn không có phiên bản là open JDK đâu, có nghĩa là có sự khác biệt. Ở bên Linux thì dùng open JDK, còn ở Windows thì sẽ dùng là Oracle Java JDK. Thì nếu các bạn muốn kiểm tra xem máy mình đã có Java chưa thì gõ lệnh đó là Java version. Nếu các bạn thấy đây các gói, các gói phần mềm này OpenJDK 8 này, nhưng chúng ta không có sử dụng cái này, tại vì nếu sử dụng cái này thì khi các bạn viết chương trình trên Linux thì Java trên Linux thì sau khi các bạn mang chương trình nó sang bên Windows hoặc sang mang sang Linux, xin lỗi là mang sang macOS thì không thể chạy được. Sau đó là các bạn phải cài Oracle Java. Và Oracle Java thì ở trong Ubuntu software hoàn toàn là không có. Nếu các bạn có Java. Với đây các bạn có thể nhìn thấy NetBeans. Một công cụ rất là tốt để viết chương trình Java. Tuy nhiên đây là phần mềm này thì đi kèm với OpenJDK, cho nên sẽ không cài đặt ở trong đây. Sau đó là mình sẽ không cài đặt Java Open Java theo kiểu đó, mà các bạn sẽ tải trực tiếp ở trong đây, ở trong Oracle. Điều này rất là tốt tại vì thương hiệu rồi. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây chỉ có JDK, download riêng JDK. Nếu mà bạn nào download mỗi JDK thì như này, nó sẽ có là như phiên bản Linux, thì Linux mình là Linux Ubuntu dòng Debian, cho nên là mình sẽ dùng phóng to lên. Ở đây mình sẽ dùng, nếu mà mình cài đặt thì mình sẽ phải dùng cái file là .tab.gz đây, để cho bản 64 bit. Hoặc là nếu các bạn dùng rpm cũng không vấn đề gì. Nếu các bạn ấy ví dụ đây, bạn nào mà thích giải vẽ dùng tab.gz thì cũng được, hoặc là dùng rpm, dùng file rpm, save file đến desktop, desktop rất dễ nhỉ. Tuy nhiên là nếu các bạn download thế này thì các bạn sẽ phải cài đặt Java Oracle là một này, rồi các bạn tải thêm một cái công cụ để viết chương trình Java này. Nếu như vậy thì sẽ là hai phần. Nhưng mà trong với Oracle thì các bạn có một công cụ rất là tốt trong đây là tên là NetBeans. Khi chạy chương trình NetBeans này sẽ chiếm khá nhiều RAM, đặc trưng của chương trình Java. Tuy nhiên khi các bạn viết chương trình thì nó rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Ngoài NetBeans thì có Eclipse. Ở đây thì có download đây. Quay lại đây thì các bạn trong cái trang gọi là download Java, Java SE download kia, các bạn nhìn thấy là có NetBeans with JDK 8. Các bạn click download.
thì các bạn sẽ thấy là có cả phiên bản dành cho Windows, phiên bản dành cho macOS, phiên bản dành cho Linux và 264. Tuy nhiên mình khuyên dùng là nên chỉ dành, các bạn cài đặt OS thì cũng nên 64 bit thôi, thì cứ cài bản chính thức là 64 bit để đuôi của nó là .sh. Các chương trình đóng gói dạng đuôi .sh cài đặt cũng rất là đơn giản, không có phức tạp gì, cũng lưu lên desktop luôn. Như vậy thì mình tải phiên bản 64 bit ở desktop. Đây các bạn thấy ở đây đây file rpm đây, khi các bạn kích đúp vào thì nó sẽ mở file ra như này. Các bạn thấy đây, đây cấu trúc luôn, cấu trúc của USR Java GDK đây như thế này. Thì các bạn phải lén kéo đáp thả ra đây kiểu như này. Các bạn thấy thư mục Java đây, Prostate đây, 276 MB. Thì các bạn phải lén và copy nó vào thư mục UFR đây. Thì các bạn phải chạy lệnh với quyền root dành cho thư mục là Nautilus. Xin lỗi là viết sai chữ nào nào đi như thế này đây. Các bạn sẽ có quyền rút của thư mục như này, các bạn ra desktop có nguyên thư mục Java đây, copy vào Open Notion vào computer vào web ra theo đúng cấu trúc thư mục. Ở đây thì đã paste thẳng đây, các bạn sẽ nhìn thấy có thùng Java đây, ok. Như vậy là các bạn cứ giữ nguyên đây, và sẽ mở thêm một terminal nữa để kiểm tra phiên bản Java. Version. Đấy, các bạn nhìn đây, như thế này thì có nghĩa là chưa có cài đặt được đâu, có nghĩa là các bạn chỉ copy cho một đáp thẳng đấy nó vẫn chưa dùng được. Ở đây là file rpm thì chúng ta phải lấy tên nó, ok, hoặc là các bạn cứ để nguyên ở desktop như này, file rpm, vậy có nghĩa là chưa cài đặt được. Rpm đây, terminal ở ngay desktop, bạn để desktop thì rpm rồi mà nó sẽ dễ. Xong các bạn thử cài đặt với lệnh đó là lệnh sudo package begin pkdg, ok, gạch ngang đi, ok. Sau đó là các bạn cài đặt cái này, ok, style đây, gạch chéo desktop, gạch chéo style.rpm, có lẽ là mình nhầm cái gì đây nào. How is the problem? Ok. Đây là cái món này nữa đây. Rất nhiều cách các bạn có thể cái lệnh này. Và VM là không dành cho Linux, không dành cho Ubuntu. Nhưng nó vẫn có cách cài đặt cho nó. Ngay cả khi các bạn tải file .target này, thực ra nó là file đóng gói thôi, các bạn vẫn phải giải nén nó theo kiểu dạng copy paste như thế, sau đó là dùng rất khá nhiều câu lệnh để cấu hình,
Đây thử xem là trong trong đây có hướng dẫn cấu hình không. Java đây, Zika đây, readme đây. Ở đây sẽ có đọc tóm lại là không cần dài dòng, khá mất thời gian. Các bạn chỉ cần tập trung vào cái chương trình với đuôi là .h này. Như vậy là mình cần phải xóa rác đi, xóa cái sudo nonsense, xóa cái thư mục Java vừa copy vào. Như vậy là nó không cần thiết, các bạn không cần phải cho Java vào trong hệ thống đâu. Rồi, ngon này. Ở đây mình có một file đuôi .sh bao gồm cả Java và lẫn cả chương trình viết Java trong đây. Thì thứ nhất là bạn có thể rename, lấy tên đầy đủ. Đó là các bạn open terminal ở đây. Thì các bạn có lệnh sudo ch mops ngang x, đó là đường dẫn tới chương trình, đường dẫn tới file này. File này là desktop, gạch chéo tên chương trình. Bạn nhấn shift ctrl v để điền, để dán tên. Và đây là lệnh cho phép giải lén chương trình. Đấy, chương trình đóng gói rồi. Sau khi chạy xong mà không thấy báo lỗi gì, các bạn điền tiếp là chấm gạch chéo xong là shift ctrl v tên chương trình, bạn bấm enter. Như vậy đây là không có file hoặc đường dẫn đây, lý do là nó đang desktop. Như vậy là mình cần phải đường dẫn đầy đủ desktop đây, gạch chéo desktop. Ok, như vậy là thiếu quyền admin và lại sudo nữa. Commander, như vậy là đây phải dấu chấm đây. Permission bị từ chối này. Như vậy là phải ra desktop như cái này thôi. Đây, bằng cách này. Như này cho nó chọn về gõ lại lệnh. Đó là sudo chmod. Mình sẽ phóng to size lên. Zoom out. Zoom in đi. Rồi, to hơn đây rồi. Chmod cộng x. Xin lỗi các bạn nhé, phải là cộng x nhầm nhầm. Có nên như vậy. Cộng x và tên file shift ctrl v. Như vậy ấy, phải là cộng x thì đúng rồi. Sau đó là các bạn điền tên của nó vào, chấm gạch chéo, chấm gạch chéo là tên file. Với cách này thì các bạn có thể cài đặt là bao gồm cả Java. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn rõ chữ CDK chưa? Đó. Thì điều thú vị là các bạn này chọn thư mục cho nó. Thì chúng ta sẽ chọn nó đang ở thư mục home, kịch chéo mark là tên người dùng của mình. Thì đây, home mark đây, mình sẽ đặt nó tên là Java. Bạn đã nhìn thấy home mark Java GDK, phiên bản GDK. Cái này là sẽ thuận tiện cho các bạn khi nào các bạn download một thư mục giải lén file ra khác. Sau đó các bạn chỉ cần giải lén nó vào thư mục Java, giải lén giữ nguyên cái phiên bản nhé, giữ nguyên thư mục Java, xong là trong chương trình Java thôi mình sẽ làm được. Các bạn nhìn này, Java gạch chéo GDK rồi, như cấu trúc như thế này. Đó là thư mục chứa Java này, thư mục chứa phiên bản của Java này. Rồi, next. Bây giờ là đến Mac, NetBeans. NetBeans cũng có khá nhiều phiên bản.
cho nên sẽ phải thêm một cái nét pin này nữa. Như vậy là sẽ có nét pin 820. Rồi install. À, sau khi cài đặt thì các bạn nhớ là nên giữ nguyên cái màn hình của cái lệnh này, tại vì nó đang chạy, không nên tắt, không nên tắt. Các bạn sẽ nên thu nhỏ màn hình thôi, và file đang dùng cho nên không nên xóa file ngay bây giờ. Đây, mình nói luôn, ví dụ như các bạn nó vào Oracle. Đó là nếu như các bạn nào mà muốn download Java để sử dụng phiên bản Java mới hơn hoặc là bản Java khác thì các bạn sẽ phải download Java riêng, JDK riêng. Các bạn nhìn đây, download JDK. Hiện tại thì như các bạn thấy thì đây là phiên bản Java JDK phiên bản 8U121. Thì đây là U121 đây. Vậy là U121. Thì ví dụ như mình đang có một phiên, mình download một phiên bản khác đi, thì mình vẫn cứ download như thường. Mình sẽ download nhưng mà mình sẽ download là đuôi .tar.js một một đống gói. Mình sẽ lưu nó bất cứ đâu mình muốn đi. Thì mình thường để ở desktop, mình làm xong rồi mình xóa dọn dẹp xong. Khi nào mà các bạn dùng Linux mà tình trạng gặp thông báo lỗi nhiều như thế thì cũng không phải lo lắng. Các lỗi này thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Đây có một cái update, không biết update gì. Để bắt đây. Càng mượt. Giờ không phải lúc. Đây, cài đặt trên này nó thể cực kỳ nhanh. Không như bên Windows các bạn cài có thể nói là cực kỳ y ạch luôn. Nhưng với này nó thì cài đặt cực kỳ nhanh. Như vậy là các bạn ngay đã cài đặt xong lên pin. Bạn nhìn đấy. Đây. Nhấp nháy ở tại đây có nghĩa là đã kết thúc xong chương trình. Thì tại đây ví dụ như các bạn nào mà muốn kiểm tra Java có trong hệ thống hay không ấy, thì các bạn vẫn giữ Java version chỗ này thì nó không hiển thị gì đâu. Lý do là đây là chỉ là giải lén thôi, không có cấu hình Java cho hệ thống. Tuy nhiên các bạn không phải lo, tại vì với NetBeans này các bạn chạy đây, NetBeans ở đây có thể kéo thả xuống thanh của này, thanh thanh ba này mình không gọi là launcher, gọi là trình chạy. Các bạn thấy đây với NetBeans này đây Java đây đúng trong này là start page đi, thì đây file survive đây, thì các bạn vào bấm tool plugin. Nếu mà các bạn nào mà không thấy nó hiển thị các plugin và giá trị ở đây, các bạn vào setting này, click hết vào tick vào đây. Đây. Thì sẽ thấy tắt ở đây đi có nghĩa là không có plugin của những người không thuộc ở chung của bên NetBeans. Và đây là các plugin của NetBeans đây, các bạn nhìn đây. C# đây. À xin lỗi là C++. Đây, PHP cũng trong đây. Giờ vào web đây. Khá nhiều đây, nên đã. Nhưng mà không quan trọng, quan trọng là các bạn đã có Java. Đây, như vậy nhé. Java SE dành cho môi trường desktop. À, Java FX đây. Thì đây mình có tạo thử một cái dự án này, lấy sample luôn. Java FX đối với giao diện FX hoặc là Java Swing, giao diện Swing Java FX
Thì đây thì tụi mình kéo ra, tạo một cái squash. Các bạn nhìn thấy đây có Java platform đây là 1.8, đây là cái Java mà các bạn tải về theo file cài đặt, và nó tạo một thư mục là Netbean project. Các bạn hãy thay đổi hoặc cái gì đây, chúng ta vẫn finish, đây là vẫn giữ nguyên Java ban đầu, không có thay đổi phiên bản Java. Đây các bạn nhìn thấy stopwatch đây, nguồn chương trình đây có một file Java như này, đây dựa vào đây, đây và thư viện nó đây các bạn nhìn đây, CK8 đây. Bây giờ mình bấm click chạy, bạn cứ click đây chạy, thì các bạn nhìn đây, click tab đây, chạy đây, ok tắt nó đi. Rồi nếu mà các bạn nào muốn dùng Java và bui của nó để tạo để có thể dùng được cho các chương trình khác thì các bạn có thể vào trong NetBeans project đây, stopwatch this, thì các bạn thấy có một file Java ở đây. Nhưng mà làm sao để các bạn lại chạy được Java trên Linux mà hiện tại mà chưa có cấu hình Java cho hệ thống? Cách đơn giản là rất đơn giản thôi, đó là các bạn tải một trình tên là main menu, các bạn có thể download từ Ubuntu software, gõ là main và gõ là menu đi, các bạn kéo xuống các bạn sẽ thấy một chương trình tên là main menu, có phần nhãn là sun dry, đầu tiên nó ghi là anacaste here, rất đơn giản các bạn cài đặt nó. Chương trình này cực nhẹ luôn, nó có tác dụng là các bạn tạo ra các menu hoặc là tạo ra các nhãn dành cho chuột phải, để khi các bạn có thể tạo một cái gọi là shortcut cắt chương trình. Đây các bạn nhìn đây, nó có thể tạo ra được những file desktop. Rồi với lại các bạn stop vào đây, khi các bạn right click này, open đây thì nó sẽ open with access thôi, với other app đây, view toàn bộ, các bạn sẽ không nhìn thấy Java nào ở đây, không nhìn thấy file Java nào luôn. Và để nhìn thấy Java như vậy thì các bạn sẽ phải biết là thư mục Java giải lén theo Netbean ở đâu. Nếu các bạn vào home đây, nhìn thấy Java chúng ta sẽ lén như một đích ban đầu đây, các bạn nhìn đây Java đây, các bạn nhìn thư mục JRE trong đây và có bin đây và Java đây, chính nó ở đây. Thì cần phải tạo ra một cái shortcut desktop dành cho Java để nó có thể chạy được các chương trình với cái đuôi là chấm ra. Thì các bạn bấm vào chương trình là main menu, đây chương trình main menu thì nó quản lý toàn bộ các desktop icon. Bạn hãy bật tắt đây là mục menu. Đây các bạn này, hiểu menu là như thế này. Đây, chương trình đây, bộ lọc đây, đây các bạn nhìn thấy chưa? Developer thì trong đây cũng có developer. Bạn tìm cái chắc là programming đây, nó ghi là programming. Office đây. Thì đây. Các bạn này tìm bộ lọc nào office. App này. Office đây. Các bạn nhìn đây, Office nó tương tự như vậy, các bạn hiểu như vậy. Và tại thượng mục Application ở mục chung chung nhất ấy, thì các bạn bấm lưu ý tem ở đây, các bạn điền tên chú ý cũng được nhưng mà viết ra vào cho nó sẽ tìm, gọi là Java run. Ngoài ra các bạn có thể phải thêm một cái icon nữa, icon Java. Thì đây thì có Java icon, tải một cái icon trên mạng web image, đây có rất nhiều, lấy màu đỏ cho nó đỏ đây, đây Java icon đuôi nào cũng được nhưng mà thường là đuôi png cho nó dễ. Đây bạn đưa một picture, tạo một thư mục riêng cho nó để đỡ lẫn lộn với các ảnh này các bạn khác, gọi là icon. Rồi đang icon
nó lại. Quay lại chương trình menu thì các bạn bấm Java Run, các bạn bấm Browser, thư mục Java, JDK, JRE, Bin và Java đây. Ok. Và tiếp theo là các bạn cấm click vào cái biểu tượng logo ấy, xong picture icon Java. Ok, như thế này. Khá là to nhưng không quan trọng. Ok, ok. Giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái Java ở cái chỗ dưới này, nhìn đây. Ok. Rồi các bạn vào hệ thống đây. Các bạn tìm vào cái chương trình Java vừa tạo ấy. Nó trong home này. Let's bin project này, stopwatch vừa tạo này. This này, có cái stopwatch chấm ra đây. Các bạn right click nhé, không nhìn thấy open with user view on app đây. Các bạn kéo xuống tìm. Hiện tại là không có Java hiển thị ở trong đây. Lý do là các bạn phải vào thư mục home này, các bạn hiển thị thư mục ảnh đây. Store ảnh file đây. Sau đó các bạn vào cái local.local đây. Xe đây. Vào application, các bạn vào chính xác. Thì ở đây thì có một cái file gọi là Antarctic Mesh Laptop. Các bạn right click đó, properties. Các bạn bấm permission. Bạn bấm click vào cái now extract file app program. Okay. Như vậy là nó sẽ ngay lập tức nó sẽ đổi tên thành Java run ngay tức đây. Rất là ngon. Rồi xong rồi các bạn quay lại cái home admin project topwatch this Java tại đây. Right click open with other app view on app. Bạn kéo xuống tìm xem Java hay không. Hiện tại đây thì chưa lấy máy Java đây. Chưa thấy. Như vậy là các bạn không thể để là thư mục đó vậy như vậy được. Các bạn sẽ phải vào local xe application đây và run này. Các bạn có thể copy và paste cái này xong là đáp vào thư mục gốc của chương trình, như vậy sẽ được. Tức là nếu các bạn có thể tìm thấy Java run ở đây, đây chương trình đây, nó vẫn hiển thị tại đây. Tuy nhiên nó lại không có tác dụng đối với menu chuột phải. Như vậy muốn để menu chuột phải thì các bạn phải copy nó. Và để copy nó thì các bạn open terminal đây. Tại đây. Và các bạn chạy là sudo lastnode. Các bạn có thể chạy sudo lastnode ở bất cứ đâu cũng được. Không nhất thiết ở trong thư mục nào cả. Miễn là chạy được nó lên. Mục đích của lastnode này là chúng ta sẽ copy file Java ở thư mục .home local đấy. Share application. Bạn copy. Giờ các bạn sẽ open location. Mục đích copy là đến đến danh sách các chương trình được hiển thị trong chuột phải. Các bạn đến OSR. Các bạn đến share. Các bạn nhìn nhá, OSR share. Tìm đến mục là application. Application đây. Đây tại đây, các bạn nhìn thấy toàn bộ các chương trình có thể hiển thị ở đây. Các bạn đáp thẳng đây, paste. Các bạn nhìn thấy Java đây. Giờ thì các bạn hãy đóng. Đóng. Giờ thì vào chỉ cần lấy chương trình bình thường đây, netbin stopwatch stopwatch Java đây, open with other app. Các bạn kéo xuống và tìm thử xem chương trình Java không. Có vẻ như có rắc rối đây là vì nó không hiển thị. Có thể là mình nhầm nào đó xuống đây. Thì các bạn phải bật lại cái menu và kiểm tra lại xem. Java đây. Properties đây. Các bạn kéo xuống dưới cùng, bạn bấm cách gạch ngang JRA phần trăm F. Các bạn nhìn rõ nhé, gạch ngang Java phần trăm F như vậy. Đây là phải xem hiển thị có Java hiển thị hay không. Đây
Như vậy là khi các bạn có cái gạch ngang ra phần trăm em thì nó mới hiển thị được ở trong đây. Như vậy đấy cũng là một sai sót. Như vậy là mình sẽ thử xóa cái Java kia đi và kiểm tra xem nó có phải là lý do nào để trong thư mục hay là lý do nào. Sudo nasmoth Xe application đây. Bây giờ vào đây mình sẽ đèn nó đi, đèn luôn. Ok, sẽ đóng lại rồi giờ sẽ kiểm tra thử ở đây state. À không ạ, à đúng không? Cũng không hẳn để open list đâu, ra view app đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây, Java vẫn ở đây. Như vậy là các bạn không cần thiết phải copy paste đâu. Các bạn chỉ cần tạo ra chính xác là một cái Java. Kết thúc là mở file ra đây, các bạn nhìn chưa? Gạch ngang ra đây, phần trăm F đây. Như vậy thì nó sẽ được hiển thị chính xác. Và cái file Java này thì sẽ được lưu ở home đây, local state application, nó sẽ ở cái dưới đây với permission. Các bạn nhớ nhớ phải tích vào cái permission đây, chấp nhận chạy như một chương trình. Rồi quay lại với NetBeans Project và kiểm tra để xem có khả năng chạy hay không. Ở phần read OCR VWAP đây, Java run đây, click on select đây, các bạn nhìn đây chạy được không vấn đề gì. Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn làm nào để tạo ra với nhiều nhiều cái SDK. Ví dụ như các bạn download bản SDK khác mà bạn muốn nâng cấp hoặc là muốn chạy nhiều phiên bản SDK cùng lúc thì rất đơn giản. Đây, mở cái Java các bạn download về thì các bạn nhìn thấy luôn thư mục SDK trong này. Các bạn giải lén đây, click vào thư mục giải lén. Các bạn sẽ phải giải lén là thư mục Java vừa tạo ở đây. Lý do các bạn giải lén ở đây là tại vì để có thể quản lý được nhiều phiên bản Java cùng lúc. Đây, on file. Nên giữ cấu trúc thư mục đây. Vấn đề ở đây là có một thư mục rồi thì tạo ra một thư mục khác. Ở đây lại không có. Thôi, đơn giản là copy paste cho nhanh. Đây, đóng. Mình ví dụ như ở đây là phiên bản JDK, phiên bản 1.8 này hay là 1.9 này, ví dụ phiên Java 1.9 nó ra đây. Đây 1.9 kiểu này. Đấy, các bạn copy nguyên thư mục, copy thư mục tạo ra và Java đây, paste ở đây. Thì vẫn JDK 1.9 kiểu như thế này. Như vậy là các bạn đã có hai cái JDK. Như này. Giờ khi các bạn tạo ra project kiểu này, đây, project này, Java, lake, thì các bạn nhìn thấy là Java có cả Java platform như này, chỉ có một Java thôi. Thì các bạn sẽ vào như thế này, vào cái cách đơn giản nhất là tạo dự án, xong là, xin lỗi là tạo dự án kiểu như này. Và bấm lake này và manager platform kiểu này thì nó dễ dàng hơn. Đây các bạn nhìn này, thêm platform kiểu này. Nó có thể thấy là Java Standard Edition lake. Rồi các bạn chọn vào cái home Mac Java JDK này, bạn click nguyên giữ nguyên JDK thư mục luôn. Next.
Giờ các bạn sẽ đặt tên cho phiên bản này, ví dụ đây là phiên bản Java 1.9 thì các bạn ghi là 1.9 thôi. Bạn finish. Đó, như thế này. Như vậy là các bạn đã có hai cái CDK ở trong chương trình, các bạn hãy lựa chọn. Ok, Close. Như vậy là khi các bạn click đây, các bạn nhìn đây. Có CDK 1.9, CDK 1.8, CDK 1.9 đây. Ví dụ CDK 1.9. Bấm finish. À, với cách này các bạn sẽ chạy được cùng nhiều GDK, tạo ra nhiều thư viện, có thể mỗi một dự án các bạn để chọn. Hoặc là nếu mà muốn nâng cấp ấy, thì các bạn đơn giản chỉ làm copy toàn bộ, sau đó đáp thẳng vào thư mục GDK gốc. Nhưng mà các bạn có thể làm thế nào tùy thích thôi. Đây ví dụ cái này chạy thử. Để cái đang chạy đây. Save nó. Tại đây. Okay. Cuối cùng là cái thú vị nhất là đó là các bạn có thể đóng gói chương trình. Nếu các bạn bình thường là chạy một chương trình Java, các bạn copy một cái file ra đấy và mang ra một máy tính khác đã cài sẵn Java để chạy, thì ở đây còn một cách khác, đó là copy và chạy luôn. Thì các bạn thấy ở đây thì menu thì có bui đây, có bui thôi. Bui thì bui tạo ra file Java, không có tạo ra gì cả. Nếu bạn click vào menu right, xong là properties đây, có cái phần gọi là tên, gọi là deployment. Đấy, gọi là lightstep, có nghĩa là các bạn chạy trên Linux thì các bạn hãy đóng gói dành cho Linux. Này, đóng gói đây. Không, cái này không không có gì cả. Chỉ phần quan trọng là phần deployment. Các bạn tích vào phần deployment với NST packet này. Các bạn phải chọn cái icon đây, mình chọn cái icon dành cho NST. Dùng cái icon vừa rồi vừa đã lắp về cho nó đẹp. Chứ icon mặc định là rất là xấu. Ok. Như vậy đây. Không có gì thay đổi cả. Bấm OK luôn. Sau đó là các bạn right click, các bạn sẽ nhìn thấy có cái phần ghi là packet add. Nếu mà các bạn click vào cái imaging only đây, có nghĩa là chỉ tạo ra file ảnh thôi. Rồi các bạn sẽ mở đây dự án home, là team project, stop work đây. Các bạn click this đây, các bạn sẽ click vào bool stop work. Các bạn sẽ có nhìn thấy là app này, time này, list.show này, stop work này, toàn bộ đây. Đây là gọi là chương trình portal, có nghĩa là các bạn hãy copy đến Linux là khác để chạy và không phải lo nó không chạy, nó sẽ chạy được. Thì đây nó sẽ có dung lượng là 199 MB. Lý do là bên trong này có runtime, gọi mình thấy là có lib, có Java ở trong này, có thư viện ra vào để chạy. Khi các bạn click vào cái Stormbox này, chạy được luôn. Các bạn nhìn đây. Như vậy là các bạn chỉ cần like tiếp, bạn copy đến là chương trình Linux khác chạy. Tuy nhiên nếu mà muốn chạy được trên Windows thì có khả năng không chạy được. Không rõ làm Windows có chạy được luôn. Giờ thì hiện tại mình đang bên Linux thì nếu là chạy máy ảo Windows thì cũng được, mà tốn rất nhiều thời gian. Và trong trường hợp này thì ở đây mình giới thiệu trên Linux thì các bạn chạy trên Linux thôi. Còn một kiểu, một vài kiểu đóng gói khác đó là ở đây có NetBeans đây, bạn có thể đóng gói là dưới dạng file dev hoặc là file rpm, có hai loại. Hoặc ở đây có ghi là installer, toàn bộ các loại cài đặt on app default. Tuy nhiên mình cũng các bạn tùy thôi, các bạn thích bấm nào bấm thôi, nhưng mà mình thì thấy hữu dụng nhất là imaging only, có nghĩa là file ảnh, các bạn tạo ra file ảnh là chạy được. Có nghĩa là các bạn viết chương trình xong ấy, các bạn tạo ra xong là các bạn bấm click này, rất là nhẹ nhàng chạy luôn.
Hoặc là các bạn có cái file Java đấy. Đây. Có cái file Java này, bạn nhớ chưa? Sau khi download OpenJDK về các bạn làm kiểu này. Nó cũng chạy. Úp click là nó chạy. Nhẹ nhàng. Không vấn đề gì.